Từ ngày thằng Cá Linh đi nghĩa vụ thì hai vợ chồng ông Năm Cá Vồ lật đật bận rộn hơn trước. Có nó ở nhà thì khỏi lo hai bữa cơm thiếu con tôm con cá. Thằng nhỏ tối ngày dong chiếc ghe nhỏ quần thảo ngụp lặn dưới dòng sông trước nhà, vừa có đồ ăn cơm lại còn dư chút tiền tiêu vặt. Nhưng tới tuổi thì phải đi thôi. Hơn nữa khi ra lính còn được giới thiệu đi học nghề miễn phí. Làm gì thì làm, miễn đừng có tốn tiền tía má thì nó thấy hài lòng. Nhà nghèo phải biết căn cơ tính toán một chút chứ. Với lại Cá Linh cũng không muốn cả đời mò cua lưới cá. Nghèo mãn tính thì tiền đâu cưới vợ. Cá Linh ít nói nhưng siêng năng, hiếu thảo. Vắng thằng con trai độc nhất, hai ông bà thấy quang cảnh trống vắng một cách kỳ cục. Mặc dù ngày thường nó cũng đi mất mặt mất mũi chứ đâu có ở nhà, thế nhưng cái cảm giác thiếu thiếu thằng con cứ khiến hai vợ chồng bồn chồn khó chịu. Cũng may cơ thể có già đi nhưng tình cảm vợ chồng thì chưa khi nào giảm nhiệt. Ông Năm Cá Vồ đặc biệt cưng vợ. Nghe bà than lúc này đau lưng nhức mỏi, ông cố thuyết phục: "Hay má nó nghỉ bán đi, mình lớn tuổi rồi, đâu có cần nhiều tiền, nhín nhúc tiện tặng một chút là được mà." Nghe ông nói, người ta cứ tưởng mình kiếm nhiều tiền lắm. "Sao tôi nói mà bà không trả lời vậy? Đánh trống lảng hả?" "Tôi không thích. Thứ nhất á, mỗi sáng hai đứa mình cùng đi, rồi trưa cùng chở nhau về thế này, tôi quen rồi. Để ông chạy xe, còn tôi ngồi nhà chờ, chịu sao nổi chứ. Thứ hai nữa, tôi nghỉ bán rồi, mấy mối quen kiếm mua xôi bắp ở đâu? Ông coi, cả cái chợ Hòa Quý có mình tôi bán món này thôi hà, nghỉ uổng lắm." Phải nói, mấy món ăn sáng như xôi, bánh canh ngọt hay bánh ít trần, bây giờ không mấy người bán. Thời buổi hiện đại, làm như người ta quên hết mấy thứ đồ ăn dân dã rồi thì phải. Cái món xôi bắp quết nhân đậu xanh, thoa mỡ hành của bà Năm Cá Vồ, phải nói ngon hết biết. Ngày nào gánh xôi của bà có chậm lắm cũng tới 10 giờ là hết sạch. Ông Năm cười hề hề: "Nói vậy thôi, chứ tôi biết bà đâu có chịu ngồi nhà nghỉ khỏe. Thôi, nằm xuống đi, tôi thoa dầu nóng, massage cho một lát là đỡ liền hà." Ông tỉ mẩn xoa xoa, bóp vai bóp chân cho vợ, nhưng cái miệng không ngớt pha trò: "Ai chà, hình như má nó hơi sọp đi một chút rồi hen. Làm ơn ăn uống cho nhiều nhiều vô một chút." "Ốm đâu mà ốm không biết nữa à. Cái bụng mỡ này nó nhỏ hơn rõ ràng mà nói không ốm. Tôi kiểm tra mỗi ngày mà." "Nè ông già, đàng hoàng chút coi. Đấm bóp hay ở đó rờ rẫm quậy phá vậy hả?" "Bà này lạ. Tôi rờ con vợ tôi, chứ có rờ ai đâu mà không đàng hoàng." "Xì, lẻo mép là giỏi. Thôi, yên cho tôi ngủ." Hai vợ chồng lúc nào cũng quấn quýt, hủ hỉ bên nhau. Nếu ai mà trông thấy, chắc cũng thầm ghen tị. Nghèo mà lúc nào trong nhà cũng rộn rã tiếng cười nói. Hạnh phúc đơn sơ, nhưng chẳng dễ mấy ai có được. Dù đã lớn tuổi, nhưng ông bà Năm vẫn miệt mài lao động kiếm cơm. Tuy không giàu, nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì. Cứ 5 giờ sáng, ông Năm Cá Vồ chèo ghe đưa vợ cùng cái gánh xôi sang bên kia sông cho kịp phiên chợ sớm.
Còn ông ghé nhà bà Bảy Chim Cút lấy chiếc trim lùng gửi nhờ, rồi cũng ra đầu chợ ngồi chờ khách. Ông Năm chỉ chở mấy bà mấy chị khách quen tới khoảng gần 11 giờ trưa, cho đến khi gánh xôi của bà Năm bán hết thì ông ghé vô phụ vợ đưa quan gánh xuống ghe, rồi cùng nhau về nhà. Cuộc sống không nhàn nhã cũng chẳng quá vất vả, cứ thầm lặng ngày qua ngày trôi đi như thế. Cho đến một ngày, một sự kiện quan trọng đã khiến cho cuộc sống của ông bà Năm Cá Vồ hoàn toàn thay đổi. Chắc chắn ông Năm sẽ ghi lại thời khắc này vào tờ lịch, rồi đánh dấu để không bao giờ quên mất. Thiệt chán, mới gần 60 mà hai ông bà đã có biểu hiện lẩm cẩm, đản trí, quên trước quên sau. Không ghi chép thì làm sao nhớ nổi. Nhưng cũng may mới chỉ vậy thôi, chứ ngoài ra thì mọi thứ trên người vẫn còn hoạt động rất ổn áp, chưa có gì xuống cấp đến mức đáng báo động. Như thường lệ, gánh xôi bà Năm Cá Vồ đông nghịch khách từ lúc mở hàng. Đến hơn 9 giờ thì mới vãng vãng. Lớp nào người mua 5-3 gói mang về, lớp thì ngồi ăn tại chỗ trên mấy chiếc ghế nhựa nhỏ xíu vây quanh. Toàn khách quen nên bà chỉ miệt mài gói xôi, hai bàn tay nhanh thoăn thoắt làm việc không ngớt. Hết người này tới người khác, người mua cứ tự động trả tiền vào cái hộp thiếc để kế bên, ngay cả tiền thừa khách hàng cũng tự động lấy thối lại cho mình. Bà Năm chưa bao giờ bị mất tiền khi tin tưởng khách hàng kiểu đó. Thật ra có mấy đồng bạc, không lẽ ai lại nỡ ăn gian bà. Có khi ngồi gói hàng giờ mà bà Năm chưa ngẩng đầu lên lấy một lần. Gánh xôi của bà Năm Vồ để dưới đất bên cạnh sạp bán chuối xào dừa và bánh đúc ngọt cũng đông không kém. Nhiều khi khách của hai hàng ngồi tràn qua hai bên lẫn lộn vào nhau. Gần 10 giờ thì khách mua xôi vãn bớt, mọi người tản đi gần hết, chỉ còn vài gói cuối cùng nữa là dọn hàng. Chợt bà Năm để ý thấy có một con bé nhỏ xíu ngồi tựa lưng vào sạp bánh đúc kế bên ngủ gà ngủ gật, trông thấy tội nên chồm người ra ngoài để nhìn cho rõ. Con bé ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh của hàng mình, trên tay còn cầm miếng lá chuối gói xôi bắp đã ăn hết. Bà lẩm bẩm: "Ủa, nó ngồi đây từ lúc nào vậy kìa?" Con bé chỉ khoảng chừng 2-3 tuổi, mặt mũi lem luốc, trên người mặc bộ quần áo cũng còn khá mới. À, có một cái túi vải bắt chéo trên vai con bé nữa kìa. "Ủa, vậy người lớn đâu?" Bà Năm Cá Vồ ngó giáo giác chung quanh nhưng chẳng thấy ai có vẻ là người thân của con nhỏ. Bà quay qua hỏi chị Tám Hô hàng bánh đúc. "Tám à Tám." "Dạ." "Mày có thấy con nhỏ này đi với ai không?" "Ồ, dạ con không biết à, mắt bán lù bù sáng giờ đâu có để ý." Bà quyết định đứng dậy đi ra bên ngoài, ngồi xuống kế bên, lay lay cái vai đánh thức con bé. "Dậy, dậy con ơi." Bà lẩm bẩm: "Thiệt tình, con cái nhỏ xíu như vậy mà bỏ đi đâu vậy không biết nữa." Con bé con lờ đờ mở mắt ra nhìn một cách lạ lẫm. Chợt nó nói: "Mẹ ơi, con muốn ngủ." "Nào, nói cho bà biết con đi với ai, ba má con đâu?" Nhưng con nhỏ không trả lời mà tự nhiên méo máu hỏi lại: "Ủa, mẹ con đâu rồi?" "Vậy là con đi với mẹ tới đây hả?" "Dạ." "Con tên gì?" "Dạ con tên gái." "Mấy tuổi rồi?"
Con 2 tuổi. Nào, cho bà coi trong túi của con có giấy tờ gì không nha. Nhưng trong cái túi vải của con nhỏ không có gì ngoài một bộ quần áo cũ mềm. Bà lắc đầu chán nản. Trời ơi là trời, cái thứ mẹ gì đem con bỏ chợ như vậy mà coi được kìa. Bà Năm Cá Vồ đứng dậy, nhìn giáo giác chung quanh và cất tiếng hỏi trống không. Ai là người thân của con bé này? Mọi người nhìn nhau rồi hiếu kỳ súng lại hỏi han, nhưng không ai là thân nhân của nó. Con bé tựa lưng vào sạp kế bên rồi nhắm mắt lại định ngủ. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt chiếu vào gương mặt mệt mỏi lấm tấm mồ hôi của con bé. Bà Năm quyết định móc cái điện thoại cùi bắp ra gọi cho chồng. Alo, ông già đang ở đâu đó? Sửa soạn vô đón bà đây. Vậy vô lẹ lên, tôi cho ông coi cái này. Ừ, chờ tôi chút. Khi ông Năm vô tới, hai vợ chồng nhìn nhau rồi ngó con nhỏ. Ông hỏi bà, giờ bà tính sao? Dắt nó về nhà chứ tính sao nữa, không lẽ bỏ nó ở đây? Theo tôi á, trước tiên mình nên báo với cơ quan công an cái đã. Cần gì? Mình thấy con nít cù bơ cù bất thì mang về nuôi thôi. Ai đến nhận lại thì mình trả. Dính líu tới chính quyền chi mất công quá hả? Ý, đâu có được. Rủi có ai đó thù oán, gieo oan giá họa cho tôi với bà, bắt cóc con nít thì sao nè? Ông thử nghĩ coi, có ai thù với mình không? Không có ai. Dù biết vậy, nhưng cũng cứ mời công an tới làm chứng cho chắc ăn ha. Loay hoay tới lui rồi cũng xong. Sau khi ghi nhận trường hợp trẻ thất lạc, bên công an cũng quá quen mặt với ông Năm nên đề nghị, nếu hai bác nhận nuôi tạm thì dắt nó về, có ai liên hệ tìm kiếm thì tụi con sẽ cho hay. Nếu hai bác không nhận nuôi thì tụi con sẽ đưa nó qua bên hội phụ nữ nhờ giúp đỡ. Không, đưa về nhà chứ. Nó tìm tới mình thì mình nuôi, đó là cái duyên mà, sao để cho người khác được. Dạ, hai bác nói cũng phải. Sau vài ngày có chút bỡ ngỡ lúng túng vì phải chăm thêm một đứa con nít từ trên trời rơi xuống, khiến cuộc sống thường nhật của ông bà Năm Cá Vồ hoàn toàn đảo lộn. Cũng phải thôi, một đứa con nít chứ đâu phải con gà hay con vịt, cứ vất đại trong nhà rồi tới cử cho ăn là xong. Nào giờ cũng chưa từng có con gái nên bà Năm tỏ ra hào hứng, hết mực chăm nom lo lắng cho con nhỏ. Bà bàn với chồng đặt tên cho con bé đàng hoàng, chứ tên gái nó thế nào ấy nghe không có nghiêm túc gì cả. Sau khi bàn bạc tới lui, ông Năm Cá Vồ cho ý kiến. Cả họ nhà tôi á, nào giờ toàn là cá, Cá Vồ, Cá Linh. Thôi giờ mình đặt cho nó là con cá Hường. Bà thấy tôi nói có lý không? Bà Năm ngẫm nghĩ chừng 30 giây rồi cũng gật đầu đồng ý. Phải đó, đặt tên cá hết cho nó đồng bộ. Ông Năm nói tiếp, mình sẽ đợi đúng 1 tháng. Nếu không ai tới đòi lại thì mình làm thủ tục xin con nuôi và đi làm khai sinh cho nó. Mai mốt á, còn đi học đi hành nữa chứ. Ông nói phải. Bà quay qua nhìn con bé đang ngồi ăn cơm ngon lành. Phải nói, về đây con nhỏ ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Con nhỏ dễ nuôi, đưa gì cũng ăn, rất ngoan ngoãn dễ dạy, chứ không quấy khóc như nhiều đứa trẻ khác. Bà vuốt tóc nó dặn dò, từ nay tên con là Cá Hường, nhớ chưa nè? Dạ con nhớ rồi. Còn cha mẹ đây là cha mẹ mới của con,
nhà này là nhà con, biết chưa? Dạ. Bà nói với ông, mấy ngày nay cho nó ăn no ngủ kỹ nên mặt mũi tròn trịa, sáng láng hẳn ra. Còn bé coi thấy thương quá ông ha. Ông Năm cười hì hì, tôi cũng công nhận, có thêm đứa con gái thấy vui quá bà. Biết đâu đây là do trời thương mà tặng quà cho vợ chồng mình, phải không? Tôi cũng nghĩ vậy. Con cá hường còn nhỏ nên hai ông bà không thể chủ quan bỏ nó ở nhà một mình vào buổi sáng. Ngày nào con bé cũng lẻo đẻo theo ba mẹ nuôi ra chợ. Tuy còn quá nhỏ, chưa phụ giúp được gì nhiều, nhưng theo thời gian, cá hường lớn dần và quen với nếp sống mới. Rất nhiều lần, ông Năm cá vồ cố gặn hỏi con bé về nhân thân, nguồn gốc. Nhưng cá hường luôn tỏ ra ngơ ngác, không nhớ và không biết gì. Ông hỏi, con có ba không? Con nhỏ lắc đầu, dường như không hiểu câu nói của ông. Vậy là nó hoàn toàn không có cha từ nhỏ, bà Năm suy đoán. Chắc mẹ nó lầm lỡ với ai đó nên sinh ra nó, hả ông? Ông Năm thở dài, chắc vậy quá. Không biết mẹ nó bây giờ thế nào nhỉ? Chắc nhớ nó lắm. Có mẹ nào mà không nhớ thương con? Thiệt khổ. Cầu trời đừng có làm gì dại dột. Suốt 3 tháng không có ai tìm kiếm cá hường, ông bà Năm cá vồ quyết định ra ủy ban thực hiện thủ tục xin con nuôi và làm khai sinh mới cho con bé. Vì không biết chính xác ngày sinh nên cứ án chừng con nhỏ được 2 tuổi, còn ngày đi làm giấy tờ coi như là ngày sinh nhật. Từ hôm đó, cá hường chính thức trở thành con gái của vợ chồng Năm cá vồ mà không còn lo ai tranh chấp. Bà Năm chăm sóc cá hường như con ruột của mình. Con bé cũng lớn nhanh như thổi và ngày càng trắng da, dài tóc, xinh xắn vô cùng. Bà Năm cá vồ thường ôm con bé vào lòng và hỏi, cá hường thích ở đây không? Dạ, con thích. Trong tía má, con thương ai nhất nè? Con nhỏ dương đôi mắt tròn xoe, vui vẻ trả lời, con thương tía, thương má, thương hết cả hai người. Ông Năm cá vồ nhìn vợ, lòng tràn ngập niềm vui. Hạnh phúc gia đình là đây chứ đâu. Bây giờ chỉ còn chờ ngày thằng cá Linh ra quân thì gia đình coi như sum họp đông đủ, trọn vẹn. Hôm đem bé gái ra bỏ ngoài chợ trước hàng xôi của bà Năm cá vồ, mới 4 giờ sáng, Kiều dắt con bắt xe khách đi thị trấn Hòa Quý, là một nơi cách xa thành phố gần 100 cây số, để không ai dò ra tung tích. Ngồi trên xe, nàng rơm rớm nước mắt nhìn con gái rồi nghẹn ngào nói, một lát tới nơi con ngồi yên ăn sáng, đợi mẹ đi chợ mua quần áo đẹp cho nhé. Dạ. Hơn 7 giờ thì xe tới nơi. Hai mẹ con đi lanh quanh trong chợ khá lâu, Kiều mới tìm ra được một chỗ thích hợp. Đứng trước gánh xôi mà rất đông người mua đang xúm xít, nàng lấy một chiếc ghế cho con ngồi rồi chen vào, và phải mất 15 phút sau mới mua được một gói xôi bắp. Kiều quan sát chung quanh, chợ sớm đông đúc, chẳng ai để ý tới ai. Hơn nữa, nàng bịt khẩu trang kín mít để không ai nhận diện. Kiều thì thầm dặn dò bé gái, con ngồi đây ăn chờ mẹ đi chợ, lát nữa mẹ tới đón. Ngồi yên, không được đi đâu, không được khóc, nhớ chưa nè? Con bé ngoan ngoãn gật đầu, rồi lấy chiếc muỗng lá dừa xúc bắp cho vào miệng. Nhìn con lần cuối, rồi nàng vội vã đứng dậy, quầy quả bước đi,
mà không dám ngoái nhìn lại lần nào. Mãi cho đến lúc ra khỏi chợ thì Kiều mới òa lên khóc nức nở. Gái ơi, mẹ xin lỗi con, hãy tha lỗi cho mẹ. Mới có một năm trước, Kiều cũng như nhiều thanh niên nam nữ khác rời bỏ quê nghèo là nơi chôn nhau cắt rốn để lên thành phố tìm kiếm việc làm với ước vọng đổi đời. Cái chuyện đổi đời được hay không cũng còn phải coi lại. Nhưng làm thân con gái mới lớn và có chút nhan sắc như Kiều thì dứt khoát bị vô số đàn ông bâu lại như ruồi. Bao nhiêu lời đường mật, tán tỉnh đủ kiểu, đủ thể loại được phun ra khiến nàng cứ tưởng cuộc đời tràn ngập màu hồng và đang bước đi trên con đường rải đầy hoa thơm, cỏ lạ với một tương lai sáng lạn đang chờ đón. Trong thời gian làm công nhân cho một xưởng may công nghiệp, sau vài lần kén cá chọn canh, Kiều cũng quen và yêu một chàng trai chiều nào cũng đậu xe hơi ngoài cổng đón đợi. Chàng thật đẹp trai, lại ra vẻ trí thức, khiến Kiều say mê đến quên cả ý thức tự bảo vệ mà cô đã từng nghe chị em bạn cảnh giác rất nhiều lần. Là một cô gái quê đơn giản, ít học, thiếu hiểu biết thì việc rơi vào vòng tay của một gã lừa tình chuyên nghiệp chỉ là vấn đề thời gian. Mà ngay cả thời gian cũng thật quá ngắn ngủi để có thể chiếm đoạt trinh tiết một cô gái. Cho đến tận lúc mang thai, cô cũng còn chưa biết rõ tung tích người tình. Chỉ biết anh ta đẹp trai, con nhà giàu, qua lời nói và sự hứa hẹn sẽ cưới làm vợ. Dĩ nhiên, đến khi bụng bầu vượt mặt thì cũng chẳng có đám cưới nào diễn ra, và người tình thì lẳng lặng bốc hơi như chưa từng hiện diện. Kiều đau khổ, vật vã khóc lóc giữa những lời dèm pha dị nghị và ánh mắt thương hại của mọi người. Bị gia đình ruồng bỏ về cái tội hư thân mất nết có chữa hoang, cô đành phải tự gánh chịu mọi nỗi nhọc nhằn khổ cực, một mình sinh con nơi xứ người mà không một người thân nào trợ giúp. Để tránh xa ánh mắt soi mói của người quen khiến đời thêm khó sống, Kiều bỏ việc để đến xin làm ở một công ty khác cách xa chỗ cũ. Trong căn phòng trọ nghèo nàn, cô vừa đi làm vừa nuôi con. Hoàn cảnh thiếu trước hụt sau vô cùng vất vả. Tiền nhà, tiền ăn và vô số chi phí khác nơi cái thành phố đắt đỏ này khiến cho thu nhập ít ỏi vài triệu mỗi tháng tựa như muối bỏ biển. Đáng sợ nhất là tiền gửi con đã ngốn hết gần phân nửa thu nhập của Kiều. Nhưng nếu không gửi, chẳng lẽ na đứa bé vào công xưởng? Hơn nữa, tại chỗ làm mới, nàng giấu kín việc mình có con mọn với suy nghĩ sẽ làm lại cuộc đời. Kiều vốn sinh gái, nay là đàn bà một con, nên nhan sắc ngày càng rực rỡ. Thân hình nảy nở trọn vẹn, nên lại một lần nữa trở thành tâm điểm thu hút đàn ông bâu vào ve vãn. Trong đám đông ấy, đáng giá nhất là Thiện, trưởng phòng nhân sự của công ty, là một người đàn ông lớn tuổi hơn nàng cả con giáp. Nhưng Kiều tự ra lệnh phải tóm cho bằng được ngay sau vài lần gặp gỡ. Từ một nạn nhân khờ khạo bị lừa tình, Kiều trở nên đầy lòng oán hận và căm ghét đàn ông. Nàng tự hứa với bản thân, từ nay sẽ biến mấy gã này thành con mồi bị thao túng, chứ không phải nàng. Và thậm chí Kiều còn mơ đến một ngày nào đó sẽ trả được mối thù với kẻ đã cướp mất đời con gái. Dĩ nhiên Thiện đã có gia đình con cái, nhưng điều đó thì có hề gì. Thứ nàng cần bây giờ là tiền, là một cuộc sống ổn định, là một công việc có thu nhập cao hơn, để không còn bị xem hay mặc cảm chỉ là giả rách bên lề cuộc sống. Cuộc đời tàn nhẫn đã vùi dập nàng không thương tiếc
ngay khi mới bước chân vào. Nàng đã được học khôn và trả giá đắt, thì bây giờ phải đập lại nó, phải trả thù đời, dù có ai nhìn nàng là thứ gì đi nữa. Nếu cần phải làm người thứ ba, Kiều cũng chẳng nề hà. Cuộc đời nàng lỡ dở rồi, có còn gì mà phải úy kỵ. Huống chi Kiều biết mình đẹp. Đã vài lần nàng nhìn thấy rõ ánh mắt mê muội, mất hồn của Thiện khi nàng liếc mắt cười tình. Bản năng của một con cái cho biết rằng Thiện đang thèm khát, si mê mình như một gã trai mới lớn. Anh ta sẵn sàng lao đầu vào tấm thân trẻ trung của nàng ngay khi có dịp. Một bữa sau giờ làm, Kiều nhận được tin nhắn: đi ăn với anh không? Nếu đồng ý, 5 giờ chiều nay đợi anh ở cây me cách cổng sau của công ty 100m về phía bên trái. Hẹn ở ngoài cổng sau là để không cho ai thấy. Rõ ràng đây là việc làm ám muội. Nếu đường đường chính chính thì cứ hẹn giữa Thanh Thiên Bạch Nhật chứ sợ gì ai. Dù cảm thấy có chút cay đắng, nhưng Kiều vẫn trả lời: dạ, em sẽ đợi anh. Khi ngồi trên chiếc xe hơi màu đen mới cón, Kiều tự nhủ: mình đã trèo vô đây được rồi, sẽ không bao giờ có chuyện vừa khóc vừa leo trở ra. Thiện hỏi nàng: em hiện ở đây với ai? Thoáng nghĩ tới con, nhưng nàng trả lời tỉnh bơ: em ở một mình. Vậy lát anh chở em về, có cho anh ghé nhà chơi không nè? Dạ không. Đưa về để cho vợ anh đánh ghen em hả? Làm gì, bọn anh ly thân lâu rồi. Nghe quen quá hả? Vậy chứ sao bây giờ? Ghé làm gì hả anh? Đã tới lúc đâu mà. Kiều đã hiểu ra một điều: đừng có tỏ ra quá dễ ăn, phải để cho đàn ông chích thèm, cho tới lúc không thể nhịn được nữa thì mặc sức tha hồ thao túng. Một hôm sau giờ làm, nàng ghé nhà trẻ đón con như thường lệ. Kiều ngao ngán nhận ra bé gái là một vật cản hiện hữu, gây khó khăn cho cuộc đời còn quá trẻ của nàng. Và ý tưởng mang cho đứa trẻ xuất hiện trong đầu. Suy nghĩ đó khiến Kiều tự thấy kinh sợ, nhiều lúc phải tự vấn lương tâm: mày nghĩ gì vậy? Có phải là con người không? Hổ dữ còn không ăn thịt con, sao lại dám nghĩ đến chuyện vứt bỏ đứa bé? Nhưng suốt vài đêm liền nghĩ tới nghĩ lui, mang nó đi cho cũng chưa chắc đã là điều tồi tệ nhất. Nếu may mắn con bé rơi vào một gia đình đàng hoàng thì biết đâu nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn hiện giờ. Ai dám nói trước là tệ hơn. Mình có giết nó đâu. Sống với mình mới là bấp bênh, không biết trước ngày mai sẽ ra sao. Chi bằng cứ tặng cho người hảo tâm sẽ tốt cho con hơn nhiều. Mai này khá giả, mình sẽ lại đi tìm nó. Ý nghĩ ấy cứ lớn dần, cho đến một ngày Thiện hẹn gặp nàng. Đó là lần thứ tư hai người gặp nhau. Ngồi trong xe, anh ôm chặt cô gái và nói: anh yêu em thật lòng, hãy làm bạn gái anh nhé. Nhưng Kiều vùng ra, cô nói cương quyết: em không muốn làm bạn tình của anh đâu. Thiện chìa ra trước mặt nàng một cái hộp nhỏ đựng dây chuyền. Anh tha thiết nói: xích lại đây nào, anh đeo cho. Cô gái trố mắt nhìn sợi dây bằng vàng, có mặt cẩn đá quý lấp lánh. Ý gì đây? Tạm thời hãy làm người yêu của anh, chờ ly hôn xong chúng ta sẽ làm đám cưới. Thật không?
Em không thấy thành ý của anh đây sao? Vàng và kim cương đó. Nghe nói là kim cương, Kiều hồi hộp hỏi lại. Ồ, vậy hả anh? Anh yêu em mà, từ nay anh hứa sẽ lo lắng cho em. Thiệt không? Trong tuần sau anh sẽ can thiệp chuyển em lên bộ phận quản lý để không đứng máy nữa, lương cao gấp đôi, chịu chưa? Kiều ôm choàng lấy anh, hung chùng chục lên má. Trời ơi, anh tốt quá hà, em đồng ý liền. Sao, bây giờ có đưa anh về cho biết nhà chưa? Anh à, bữa nay má em lên thăm nên không tiện. Hẹn anh tuần sau nhé. Em lại tìm cớ thoái thác phải không? Dạ không, 3 ngày nữa thôi. Em sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn để nấu cơm tối cho anh luôn nhé. Vậy tối đó anh ở lại à? Ghét anh ghê, chỉ muốn có nhiều đó thôi hà. Ừ, anh còn muốn nhiều hơn cái em nghĩ trong đầu nữa kia. Xì, ham lắm. Và ngay tối hôm đó, Kiều quyết định sẽ thực hiện việc mang bé gái đi bỏ ở một nơi xa lơ xa lắc vào sáng sớm. Không thể để con bé trở thành lý do ngán trở kế hoạch làm lại cuộc đời. Nàng phải thoát ra khỏi cái cảnh bần cùng này bất cứ giá nào. Một liều ba bảy cũng liều. 4 giờ sáng hôm sau, Kiều dắt con ra bến xe miền Tây, đi về một nơi hú họa nào đó. Và đó cũng là ngày bé gái bước chân vào gia đình ông bà Năm Cá Vồ. Sự nhẫn tâm của người mẹ vô tình dẫn dắt con bé trở thành cá hường, mở đầu cho một cuộc đời khác. Ở trong đơn vị, Cá Linh nghe cha mẹ khoe có nhận một bé gái làm con nuôi, khiến anh chàng vô cùng thích thú. Từ nhỏ tới lớn, quen thui thủi chơi một mình, khiến cho Cá Linh rất háo hức khi nghe nói có em gái. Phải chi nó lớn hơn một chút nhỉ? Vì đâu mới có 2 tuổi thì đã biết gì. Nhưng thôi kệ, sau 2 năm về nhà thì con nhỏ đã lớn hơn một chút, có thể theo anh chèo ghe đi bắt cá được rồi. Cái Linh nhắn ông Năm: tía chụp hình nó cho con coi mắt được không? Có nhiều đó mà cũng quên hà. Mấy phút sau, nhận được tấm ảnh chụp bằng điện thoại, anh chàng tỏ ra thất vọng. Hình như tía chụp theo cái kiểu dìm hàng hay sao ấy. Cá Linh nhắn lại: trời ơi, nó nhỏ như một con mèo á. Tía má bắt em nó ăn cơm nhiều nhiều vô cho mau lớn. Bà Năm thấy tức cười vì giọng điệu của thằng con nên nhắn lại: đợi tới khi mày về thì nó cũng lớn đại rồi, ở đó mà lo. Con bé còn quá nhỏ nên dễ dàng hòa nhập với gia đình mới. Cả hai ông bà má nuôi đều cưng chiều nên ra sức dạy dỗ đủ thứ để cá hường làm quen với cuộc sống miền quê sông nước. 2 năm nghĩa vụ trôi qua rất nhanh. Ngày cá Linh về tới nhà thì cá hường mới lên 4. Nhìn con nhỏ đứng ngó mình lom lom, anh chàng cười toe toét: chào em bé, cưng tên gì, mấy tuổi rồi? Nhưng con nhỏ tỏ ra dạng dĩ và cũng thân thiện không kém. Nó mở to đôi mắt tròn xoe như 2 hột nhãn và trả lời rành rọt: dạ, em tên Cá Hường, 4 tuổi. Ngoan quá. Anh tên Cá Linh, là anh hai của em, nhớ chưa? Dạ, má Năm nói em nghe rồi. Chà, giỏi vậy ta. Từ nay á, em theo anh để được huấn luyện thành người lớn, nghe rõ chưa? Dạ là sao, em không biết. Từ từ biết hen, sáng mai đi chơi với anh. Dạ, thích quá hà. Cá Linh quay sang nhìn mẹ nói:
So với hồi đó, bây giờ nó lớn quá hả ma? Ủa, dĩ nhiên rồi. Tao tốn bao nhiêu cơm gạo rồi mà nói nuôi không lớn thì sao được mày? Dạ. Ông bà Năm Cá Vồ nhìn nhau cười. Thiệt là lạ, con nít nhà này sao mà tụi nó mau chóng thân thiết với nhau thế không biết. Thật ra hai anh em quá cách biệt tuổi tác đến gần 20 năm. Bình thường ra thì chẳng có gì chung với hai thế hệ xa lơ xa lắc đến thế. Nhưng phải nói tính cách cá linh khá vô tư hồn hậu. 20 tuổi đầu rồi lại từng đi nghĩa vụ về, vậy mà anh chàng chẳng mảy may có ý muốn tìm kiếm cho mình một cô bạn gái đồng trang lứa. Cá linh suốt ngày ở nhà trông em để cha mẹ rảnh rang đi bán bên kia sông, như trước giờ vẫn vậy. Chỉ mất một thời gian ngắn, cá linh đã huấn luyện con bé cá hường leo trèo và lội sông thuần thục như rái. Con bé trở thành trợ thủ đắc lực giúp anh lưới cá, mò cua. Rồi đến chiều, hai anh em bơi lội tắm sông, quẩy đạp đùng đùng trong dòng sông khá rộng trước nhà. Con nhỏ quấn quýt bên anh thân thiết đến nỗi bây giờ nó chỉ ngủ chung với anh hai chứ không chịu nằm chung với má Năm nữa. Điều đó khiến má Năm hơi bực, nhưng ông Năm Cá Vồ thì lại tỏ ra thích chí hơn bao giờ hết. Ông nói thì thầm vào tai bà bằng giọng khoái trá: "Cái con cá hường biết điều quá, nó trả bà lại cho tôi đó." Đồ già mắc dịch hả? Đừng nói vậy chứ, bà là lẽ sống của đời tôi mà. Bà Năm nhìn chồng nguýt một cái dài cả thước, khiến ông cười hề hề, làm hai anh em cá linh nhìn nhau không hiểu tía má có chuyện gì vui mà cười dữ vậy. Thấm thoát mà đã 5 năm trôi qua, bé cá hường giờ đây đã lên 9. Con nhỏ lớn nhanh như thổi so với tuổi, thân thể chắc nịch, khỏe mạnh, lúc nào cũng bám riết lấy anh hai như bóng với hình. Với nó thì anh cá linh là thần tượng, không có gì thay thế được. Một buổi chiều trong giờ cơm, bà Năm Cá Vồ chợt bảo con trai: "Linh à, ngày mai đi với má ra xóm chợ coi mắt con Sen, con gái bà Mười Súng á, nghe chưa?" Linh nhăn nhó: "Thôi má à, kệ con đi, con chưa muốn vụ đó." Ông Năm chen vào: "Con 25 tuổi rồi, định ở vậy suốt đời hả mày?" Nhỏ cá hường lanh chanh nói hớt: "Coi mắt để chi vậy tía?" Bà Năm giải thích: "Nói coi mắt tức là xem mặt. Nếu anh hai con ưng thì cưới làm vợ đó, hiểu chưa?" Nhưng cá linh đứng dậy cương quyết cãi lại: "Con không có đi đâu hết á. Mai con mắt lên phía trên kia gỡ trà, cấm gần 2 ngày rồi." Rồi anh quay sang cá hường: "Còn con nhỏ này, lo ăn cho xong rồi đi ngủ, sáng mai 4 giờ dậy sớm đi với anh." Bà Năm bực bội mắng: "Bà cái vụ cá mú bộ quan trọng hơn cái chuyện cưới vợ hả mày? Con cái hở ra là cãi, nói không nghe lời gì hết trơn hết trọi à." Đột nhiên con nhỏ cá hường phát biểu một câu xanh dờn khiến mọi người im bặt vì thất kinh hồn vía: "Con cũng không thích anh cá linh lấy ai hết á. Mai mốt lớn con sẽ cưới anh hai, hả ma?" Cá linh sau một lúc sững sờ, anh lấy tay ký đầu con nhỏ một cái cốp rồi la lên: "Ai cho phép em ăn nói kỳ cục vậy? Hư quá hà." Con nhỏ cười khúc khích, lấy hai tay ôm đầu chạy ù ra sân. Ông bà Năm nhìn nhau lắc đầu, hết biết nói gì nữa. Anh em nó bên nhau như vậy thiệt là khó dạy hết sức. Chắc ông bà cứ nghĩ con bé bốc đồng rồi phát ngôn bừa bãi, chứ đâu có biết rằng
đó chính là suy nghĩ thực sự của cá Hường. Nhưng đến tối lúc đi ngủ, bà Năm ngồi cạnh con gái nuôi nhìn nó chăm chú. Con bé ngày càng lớn đại và cũng thật xinh đẹp. Mái tóc dày đen mượt, tay chân da dẻ mịn màng, thân hình phổng phao, chắc da chắc thịt. Chỉ cần 5 năm nữa thôi, con trai làng này chắc xếp hàng lớp lớp trước mặt nó hết quá. Bà vuốt tóc cá Hường một lúc rồi hỏi: Sao hồi chiều con nói vậy? Nói gì hả má? Thì con đòi cưới anh cá Linh. Tại con muốn vậy. Bậy nè, anh em đâu có lấy nhau được. Nhưng một lần nữa, con bé thốt ra lý lẽ khiến cả nhà sững sờ. Con là con nuôi mà, sao lại không được? Bây giờ con còn nhỏ, đợi con lớn đi ha. Mai mốt á, con chỉ cưới anh hai thôi hà. Ai nói với con là con nuôi? Ai lại dạy con như vậy chứ hả? Con nhớ mà, tía má lượm con ngoài chợ. Mọi người há hốc nhìn nhau kinh ngạc. Trời đất mẹ ơi, lúc ấy con nhóc mới có 2 tuổi mà sao đến tận bây giờ nó vẫn nhớ và hiểu rõ như vậy kìa. Suốt bao nhiêu năm nay, cả nhà cố gắng đối xử tử tế để cá Hường quên đi thân phận lưu lạc của mình. Vậy là coi như công cốc hết trơn hết trọi. Từ hôm đó trở đi, chẳng ai đề cập đến chuyện đó nữa. Cá Hường vẫn vô tư theo cá Linh đi làm đồng, rong ruổi trên sông mỗi ngày. Không hiểu con nhỏ còn nghĩ gì trong đầu nữa không, chứ riêng cá Linh thì vẫn coi nó là một đứa con nít. Vài năm trôi qua, cá Linh vẫn không chịu đi học nghề. Anh tận dụng vốn hiểu biết về nghề nông và đặc điểm vùng sông nước để từng bước thành lập trang trại nuôi cá và phát triển trồng trọt trên gần mẫu đất trũng nhiễm phèn của gia đình. Ông bà Năm cá Vồ cũng bắt đầu già yếu, không thể bươn chải qua sông, chạy xe và buôn gánh bán bưng như trước. Cả nhà cùng chung tay góp sức giúp cá Linh gây dựng sự nghiệp. Nhỏ em út cá Hường đã chứng tỏ mình là một phụ tá đắc lực không thể thiếu của anh hai. Càng ngày, cá Linh càng nhìn con nhỏ bằng ánh mắt khác. Đôi lúc nhớ lại lời cá Hường tuyên bố năm nào, cá Linh thấy bồi hồi. Nhưng rồi anh cứ mãi băn khoăn: mình già quá so với con nhóc. Nhưng càng lớn lên, trở thành một cô gái xinh đẹp, thì hình như anh hai càng thấy rõ con nhỏ đó không thể nào là đứa em ruột của mình nữa. Mười sáu năm sau ngày Kiều bỏ đi đứa con do mình đẻ ra, nhưng cũng chưa bao giờ nàng trở thành vợ chính thức của Thiện. Lời hứa của một gã đàn ông khi nổi cơn rung động xác thịt trước nhan sắc đàn bà chỉ có giá trị trong khi nó nói. Cuộc gian díu kéo dài vài năm nhờ sự ràng buộc, trao đổi tình tiền khá sòng phẳng. Nhưng bù lại, Kiều phải vào bệnh viện phụ sản nạo thai hết mấy lần. Nàng không muốn sinh con khi chưa có một đám cưới. Dù Thiện không giữ lời hứa, nhưng anh ta đã mang lại cho nàng cuộc sống vật chất đầy đủ, nên dĩ nhiên Kiều cũng đành chấp nhận trở thành nơi cho Thiện giải tỏa nhu cầu thân xác, chứ không thể đòi hỏi gì hơn. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc, khi những lần xung đột cãi vã cứ nhiều lên, nhất là sau những cuộc đi điều hòa kinh nguyệt đầy ám ảnh. Dù sao, sau vài năm thì Kiều cũng đã tích lũy cho mình một số vốn không nhỏ. Nếu tính kỹ thì nàng thấy chẳng thiệt thòi gì. Nhưng nếu cứ mãi thế này thì cũng sẽ có lúc vỡ lỡ, tày huầy chẳng tốt đẹp gì cho ai. Đến một ngày, thấy đã quá đủ với nhau rồi, cả hai thống nhất chia tay trong êm thấm. Nàng chính thức xin thôi việc và chuẩn bị nhận lời cầu hôn của một người đàn ông khác.
Kiều đã tạm có đủ điều kiện để tạo dựng một cuộc đời mới cho riêng mình. Và Thiện chấp nhận ngay điều đó, vì anh ta đang nhắm tới một em gái khác vừa vào công ty, trẻ trung, xinh đẹp hơn Kiều rất nhiều. Nhưng có lẽ như người ta nói, hồng nhan đa trân. Mối tình thứ ba và cũng là cuộc hôn nhân đầu tiên của Kiều có tổ chức đám cưới thật sự, là với một chàng trai bình thường nhưng lại không thể hạnh phúc và kéo dài. Có lẽ Kiều quen với cuộc sống nhiều tham vọng và đầy dẫy sóng gió, nên với một người đàn ông không đủ tài kiếm ra tiền như nàng mong đợi, thì sự chán chường mau chóng ập đến, làm tan vỡ cuộc sống chung. Nàng ly hôn với chồng sau 5 năm chung sống mà chẳng sinh thêm một đứa con nào. Nhiều lúc Kiều cũng ngạc nhiên với bản thân, tại sao lúc chưa cần thì lại có mang, còn khi ăn ở có hôn thơ hôn thú đàng hoàng thì rặng hoài chẳng ra nổi một đứa. Kiều sực nhớ đến những lần nạo thai. Lẽ nào hậu quả để lại là tình trạng vô sinh như hiện giờ? Suốt nhiều năm, trải qua nhiều mối tình khác nữa, nhưng quả đúng là như vậy, chưa bao giờ nàng mang bầu thêm một lần nào. Trong khi đó thì Kiều ngày càng ăn nên làm ra. Khi chưa thể kiếm ra tiền thì cố gắng cỡ nào cũng vô ích, nhưng lúc thời đến thì nàng thở cũng ra tiền, rồi tiền lại đẻ ra tiền. Bây giờ Kiều đã có nhà, có xe, có đủ thứ, nhưng hai thứ quan trọng nhất là chồng con thì không có. Cứ thế, trong nỗi khao khát một mái ấm gia đình, Kiều lại lao vào những cuộc tình buông thả, không gìn giữ. Nhưng tất cả đều vô ích. Nàng giàu lên trong một cuộc sống ngập ngụa tình tiền, tình dục, nhưng không thể có thêm một đứa con nào nữa. Một hôm, đột nhiên Kiều chợt nhớ đến bé gái. Đã 16 năm qua rồi, bây giờ con bé vừa đúng 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời người. Tự nhiên Kiều thấy tò mò, trong trái tim nàng dấy lên một chút tình mẫu tử le lói. Không biết bây giờ con bé làm gì, ở đâu, sống thế nào. Nếu bây giờ gặp lại con, nàng sẵn sàng cho nó tiền, nàng muốn giúp đỡ nó. Hay là nàng thương lượng với người đã cưu mang con bé, nàng sẵn sàng trả tiền, sẽ đền bù để xin lại nó. Có gì rắc rối không nhỉ? Nhưng rồi nàng phẩy tay. Cái gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ phải cần rất rất nhiều tiền. Đơn giản thôi mà. Suy nghĩ là làm. Kiều lập tức thuê người đến chợ Hòa Quý, tại cái nơi mà nàng bỏ rơi bé gái, dò la, hỏi thăm tin tức thì sẽ ra thôi. Ở quê người ta thường quen biết nhau, nên việc điều tra chắc cũng không khó lắm. Kiều nghĩ đúng. Chỉ hai hôm sau là nàng đã nắm rõ tung tích con gái của mình. Bây giờ nó có tên là Nguyễn Thị Cá Hường, ở bên vùng đất trũng bên kia sông. Trời ạ, hết tên đặt rồi hay sao mà lại đặt tên loài cá? Cá tôm gì ở đây chứ? Đúng là con nhỏ sống với toàn người ngu dốt thất học đây mà. Mình phải đi bắt nó về ngay, không thể để con bé sống khốn khổ trong cái xứ khỉ ho cò gáy, đồng chua nước mặn như thế này được. 4 giờ sáng hôm sau, nàng tự mình lái xe về cái chợ Hòa Quý, chạy một mạch đến 7 giờ sáng thì tới nơi. Khung cảnh năm xưa vẫn không có gì thay đổi. Sau khi gửi xe và tìm chỗ thuê thuyền, nhìn qua bên kia sông, ánh mặt trời lên tỏa ánh nắng chói lọi. Nàng nghĩ thầm, gái ơi, mẹ sang đón con đây. Cá Linh đứng ngoài bờ sông chờ nãy giờ, mà cá Hường vẫn còn rề rà trong bếp,
chưa chịu ra. Anh gọi lớn: "Cá Hường ơi, cá Hường!" Cô gái trả lời léo nhéo: "Chờ em chút, cho tía má ăn sắp xong rồi." "Anh xuống ghe chờ nha." "Dạ." Sáng nay, hai anh em định qua chợ Hòa Quý mua nhiều thứ đồ, sẵn đi chợ luôn. Lúc này má Năm cá Vồ đau xương nhức cốt, không đi đâu xa nổi, nên cá Hường đảm nhiệm việc chở búa. Anh xuống ghe vừa lẩm bẩm: "Cái con nhỏ này, cái tật lề mề không bỏ." Nhưng anh chợt hướng mắt ra sông, thấy có một chiếc thuyền đang bơi qua, hướng thẳng về phía nhà mình. "Ủa, ai vậy ta?" Không bao lâu thì chiếc thuyền cập sát bờ. Một người đàn bà ăn mặc khá sang trọng lom khom bước lên cái cầu ván. Ngay lúc ấy thì cá Hường cũng vừa chạy ra khỏi nhà. Cô ngạc nhiên khi trông thấy người lạ nên cất tiếng hỏi: "Cô ơi, tìm ai vậy?" Nhưng cái bà đẹp đẹp ấy đứng nhìn cô gái trân trân. Phải một lúc sau mới run run hỏi lại: "Cháu có phải là gái? À, cá Hường phải không? Ủa, sao cô biết con?" Kiều chạy nhanh tới, ôm chầm lấy cô gái: "Trời ơi, con của mẹ, mẹ đây nè. Ôi, con gái đẹp quá, dễ thương quá." Nhưng cá Hường vùng ra, lùi lại. Gương mặt cô gái tái xanh, rồi chuyển sang ửng đỏ. "Ồ, bà lầm rồi, ở đây chẳng có ai là con của bà đâu. Mẹ mới là mẹ ruột của con. Theo mẹ về đi con." "Bà này lạ, ăn nói lung tung hà. Đi đi." Rồi cô bỏ đi thẳng về phía bờ sông, nơi neo chiếc ghe và cá Linh đang đợi. Nhưng cá Linh đã lên bờ. Khi thấy cá Hường chạy ra với gương mặt thất thần, anh nắm tay em gái hỏi lớn: "Chuyện gì vậy cưng?" "Anh hai đuổi bà đó đi đi, để bà đứng đó một hồi làm phiền tới tía má đó." Nhưng cá Linh nhìn thẳng vào mắt cá Hường, nói nhỏ: "Anh hai hỏi thẳng em hen." "Dạ." "Cái cô đó là mẹ ruột của em phải không?" "Dạ, em nghe bà nói vậy đó." "Anh nghe cổ kêu em theo về, sao em không chịu? Về thành phố sướng hơn mà." Cô gái chảy nước mắt nhìn cá Linh: "Anh hai mà cũng nói em vậy hả? Ở đây là nhà của em, có tía má, có anh hai. Bắt em rời khỏi đây là em chết đó. Còn bà này em không có quen. Anh đuổi bà đi đi." Cá Linh cảm động, anh quàng tay ôm cá Hường vào lòng: "Vậy em gái sẽ ở đây với anh và tía má suốt đời phải không nè?" "Dạ, em không có đi đâu hết á." "Thương quá hà, anh nói đùa thôi. Ai mà cướp em đi thì phải bước qua xác chết của anh, biết chưa?" "Dạ, em biết rồi." Hai ông bà Năm cá Vồ nghe trộn rộn cũng chạy ra cửa, nghe ngóng nãy giờ. Nghe hai anh em thằng cá Linh nói chuyện mà bà Năm rơm rớm nước mắt. Ông Năm nắm chặt tay bà và nói nhỏ: "Nó là con gái mình, đời nào nó chịu bỏ đi theo người lạ đâu mà bà lo. Thôi, vô nhà tôi xoa dầu nóng cho." Kiều đứng tần ngần một lúc, thấy cá Hường theo cá Linh xuống ghe. Còn hai ông bà già kia bỏ vô nhà, chẳng ai thèm tiếp mình, nên cũng buồn rầu ủ rũ trở lại thuyền để đi về. Năm nay nàng đã ngót nghét 40 tuổi đầu, mà không biết rằng ở trên đời này có những thứ mà đồng tiền không bao giờ giải quyết được. Mặt trời đang dần lên cao ở phía bên này sông. Ánh nắng soi xuống dòng nước gợn sóng lấp lánh như những vòng hào quang màu ánh bạc, thật kỳ diệu.